Các bạn thân mến, hôm nay là 24 tháng 12, tức tối nay là Noel. Thì đây là nhà thờ Tân Hương nằm trên đường Nguyễn Huệ. Còn phía đằng kia là nhà thờ gỗ. Đấy, thì không khí này buổi tối thì không biết là tôi cũng có thể tôi quay các bạn thì chiêm ngưỡng. Như đây là buổi chiều quay này để các bạn cùng theo dõi. Còn đây là nhà thờ gỗ của tỉnh Kon Tum. Thì đây cũng là một nhà thờ nổi tiếng để các bạn có thể đến tham quan du lịch. Thì ở tại thành phố Kon Tum.